Hello các bạn. Đây. Rồi cả Bình Định thôn bé lại vừa bằng một cái sân nhà mình. Đây bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng món mà của đặc sản quê hương Bình Định của mình nha các bạn. Hiện tại thì các bán món này đã được vận chuyển vào Vũng Tàu qua một con chặng đường rất là gian nan cực khổ nha các bạn. Bác Tài dùng bánh tráng mình đuôi. Một số bánh mình bị hơi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng món từ món một nha, biết thêm về quê của mình có những đặc sản gì nha. Đây, thứ nhất là nem chua nha các bạn, đây là nem cay đó, nem cay nha các bạn, nem cay. Cái thứ hai là chả răm tôm đất đó, chả răm tôm đất độc quyền bên nhà mình là có kèm nước sốt nha các bạn. Nước sốt này chấm với chả răm tôm đất này rất là ngon luôn nha đó. Mình có hai loại, loại to hơn và loại trung, loại nhỏ hơn. Cái thứ ba là nem chua đó, nem chua nha các bạn, nem chua. Thật ra là hai loại này nó giống nhau nha các bạn, về hình thức làm á thì nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về các cách gói thôi. Thì ở quê mình gọi là nem chiết á, nem chiết là từng chiếc là một bịch như thế này là một chục cái nha các bạn. Rồi một món ăn cực kỳ ngon luôn, đó chính là bánh hỏi Bình Định. Điểm đặc biệt của bánh hỏi quê mình nó khác với những nơi khác, đó là bánh hỏi dùng với lá hẹ nha các bạn, lá hẹ nhỏ kèm với dầu hành phi nha, đó rất là thơm, siêu thơm luôn, các bạn ăn thử đi, rất là thơm ngon. Đây chính là cái món mình yêu thích nhất trong cái dàn này, đó chính là bánh dừa. Trời ơi cái này mà các bạn nướng lên á, nó thơm phức luôn, nó thơm gì đâu mà nó thơm luôn á, trời ơi nói tới là tôi thèm quá. Còn đây là chính là bánh mè nướng nha các bạn, bánh mè nướng nha, bánh này loại dày á, loại dày để nướng. Còn cái loại mỏng hơn á thì để nhúng. Thì một ràng này á là 50 bánh nha các bạn. Rất là nhiều luôn, ăn đã luôn. Bánh mè này thường người ta hay trong những cái ngày là lễ. Không cần lễ đâu, bình thường nhà mình á là ăn bánh tráng từ nhỏ tới lớn. Ngày nào mà có tiệc tùng hoặc là có ăn cái gì á, má cũng nướng bánh tráng hết. Còn đây chính là bánh tráng mè nhưng mà loại mỏng. Loại mỏng này thì các bạn để nhúng nha. Nhúng cuốn với rau ăn cực kỳ ngon luôn. Tiếp theo là bánh tráng giòn. Đó, đây là bánh tráng giòn, các bạn nhúng lên á xong rồi các bạn bẻ ăn á, nó giòn sụt 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 vậy đó. Rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn nha các bạn. Đây, qua bên này mình chỉ cho các bạn một loại bánh tráng ha. Đây. Đây còn một loại bánh tráng nữa là bánh tráng mì nhưng mà nó không có mì nha các bạn. Cho những người mà không thích ăn mè á là có cái loại bánh tráng thường này, nhúng lên nó dẻo rất là ngon. Trời ơi quá trời luôn, đã không? Các bạn nhìn thấy đã không? Rất là mê luôn đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo chân mình, rồi mình giới thiệu cho các bạn món ngon hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh của mình nha, để giúp mình lan tỏa được món ngon Bình Định tới nhiều nơi trên toàn nước Việt Nam.